Miến Điện binh vực vụ cảnh sát mạnh tay với sinh viên biểu tình tin từ Led Pardon Township, Miến Điện. Bộ trưởng Thông tin Miến Điện đã lên tiếng binh vực vụ trấn áp của cảnh sát đối với các sinh viên biểu tình và nói thêm rằng chính quyền theo luật được phép giải tán cuộc biểu tình và vụ việc sẽ không có tác động nào đối với tiến trình cải cách của dân chủ ở nước này. Lời phát biểu trên được đăng tải trên tờ báo do nhà nước quản lý là Global New Light of Myanmar sau khi cảnh sát hành động đầy bạo lực khi giải tán một cuộc biểu tình hỏi có các thay đổi về dự luật cải cách giáo dục tại thị trấn Led Pardon ở miền Trung vào ngày hôm qua. Tờ báo dẫn lời của Bộ trưởng Yehud nói với một đài truyền hình địa phương, dù có các vấn đề thương lượng một cách ôn hòa, các sinh viên biểu tình đã tìm cách vượt qua sự phong tỏa của cảnh sát và theo luật thì cảnh sát được phép giải tán họ. Trong khi cho rằng vụ đàn áp là một sự việc đáng buồn, ông Yehud nói rằng chính quyền quân nhân đã cố gắng hết sức để đạt được một giải pháp hòa bình và đã tìm cách để tránh các sự cố ngoài ý muốn. Tờ báo dẫn lời của ông Bộ trưởng nói, quyết định tuần hành tới ngưỡng quản của các sinh viên thay vì lựa chọn các tiến trình dân chủ hoặc lập pháp là nguyên nhân đã gây ra xung đột. Đã có ít nhất là 127 người đã bị bắt giữ và nhiều người biểu tình đã bị thương khi cảnh sát cầm dùi cui đánh vào các sinh viên. Trong một số trường hợp thì một số người biểu tình đã bị xua đuổi, bị đấm đá khi bị áp giải tới xe của cảnh sát. Vụ trấn áp đã khiến cho các chính phủ phương Tây và các nhóm nhân quyền quốc tế lên tiếng phản đối và gây thêm các quan ngại vì Miến Điện đang trượt khỏi tiến trình cải cách dân chủ mà nước này đang theo đuổi trong những năm vừa qua.